Ngọc Anh rất vui gặp lại quý vị trong hành trình khám phá lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, Tam Quốc Diễn Nghĩa là tiểu thuyết lịch sử do La Quán Trung viết vào thế kỷ 14, kể lại thời hỗn loạn giữa thuộc Ngụy Ngô. Mặc dù đề cập tới cả ba thế lực lớn nhất thời bấy giờ, nhưng một điều khó phản bác là phần lớn khán giả lại rất yêu thích Trung Quốc và am hiểu về các anh hùng võ tướng của tập đoàn chính trị đó. Vậy tại sao cùng tồn tại trong một thời đại chiến loạn, nước Thục lại được khán giả yêu quý và săn đón đến như vậy? Tất cả sẽ được giải mã ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nếu là một game thủ từng gắn bó lâu năm với các tựa game chiến thuật Tam Quốc, không khó để nhận ra phần lớn người chơi sẽ thường lựa chọn các mãnh tướng của nhà Thục chứ không phải hai nước còn lại. Hoặc giả, nếu có xem phim ảnh, nhiều cá nhân chỉ biết tới Gia Cát Lượng, Quan Vũ hay Triệu Vân là nhiều, chứ khi nhắc tới Chu Du, Quách Gia, Tào Tháo thì họ lại chẳng am hiểu nhiều. Lý giải cho điều này, hãy cùng truy ngược lại bộ tiểu thuyết lịch sử có ảnh hưởng lớn nhất về thời Tam Quốc, Tam Quốc Diễn Nghĩa. Với bút pháp của mình, La Quán Trung đã miêu tả rất thành công những sự kiện lịch sử, từng con người, câu chuyện và cả những tình tiết nhỏ mà ít ai để ý tới. Thế nhưng tuyệt nhiên, ông chỉ tập trung vào Thục Quốc, đặt mơ ước phục Hán lên hàng đầu, chứ không cho khán giả một cái nhìn khác về sứ mệnh của hai vị lãnh đạo còn lại là Tào Tháo và Tôn Quyền. Đây là nguyên nhân đầu tiên khiến cho người đọc cảm thấy phe Thục dường như là phe chính nghĩa, hai phe còn lại cứ hễ đối địch thì sẽ là phản diện. Để rồi sau đó, chúng ta lại tiếp tục được giới thiệu với bốn con người đại diện cho bốn chữ khác nhau: Nhân, Nghĩa, Chí, Dũng, lần lượt tương ứng với Lưu Bị, Quan Vũ, Khổng Minh và Triệu Vân. Phần lớn những người biết về Tam Quốc thì đều từng đọc qua Tam Quốc Diễn Nghĩa, mà tác phẩm này lại tập trung nhiều về Thục chứ không phải Ngụy, Ngô. Lưu Bị được La Quán Trung xây dựng là nhân vật chính diện, có lòng nhân từ, bác ái, yêu thương con dân hết mực. Một số hành động thể hiện sự cứng rắn và chiến tích quân sự nổi bật của ông cũng vì thế mà bị gắn cho người khác. Tác giả đã tạo ra một Lưu Bị hoàn toàn xứng với chữ Nhân, vừa có khả năng thu phục nhân tâm, nhìn thấu nhân tài và còn ứng biến cực kỳ tốt, khéo léo. Người ta thường nói, hoạn nạn mới biết lòng người, thời Tam Quốc chiến loạn rối ren đã thể hiện được nội hàm của chữ Nghĩa. Chữ Nghĩa trong thời Tam Quốc chủ yếu là ở Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, đặc biệt là lòng nhân nghĩa của Lưu Bị. Trong cuộc hỗn chiến xưng hùng xưng bá, Lưu Bị cần phải nhanh chóng gây dựng vị thế. Đào Khiêm nhiều lần nhường lại Từ Châu, nhưng Lưu Bị kiên quyết không nhận. Sau đó, Đào Khiêm bệnh tình nguy kịch, trước khi qua đời đã lấy ngón tay chỉ vào tim rồi chết. Ý nói tâm nguyện của ông là xin Lưu Bị tiếp nhận bài ấn Từ Châu. Sau khi an táng Đào Khiêm, quân sĩ Từ Châu cũng xin Lưu Bị tiếp nhận bài ấn. Lưu Bị vẫn chối từ. Hôm sau, bách tính Từ Châu khóc lóc quỳ lạy, xin Lưu Bị cai quản Từ Châu, Lưu Bị mới tiếp nhận. Từ đó có thể thấy, nghĩa của Lưu Bị quả thật người bình thường không thể nào làm được. Sau trận chiến Tân Dã, đại quân Tào Tháo có ở khắp nơi, chia quân làm 8 nhánh bao vây tấn công Phàn Thành, nơi Lưu Bị đóng quân. Lưu Bị rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, Tào Tháo khuyên hàng không thành, lập tức tấn công ngay trong ngày. Lưu Bị hỏi kế sách, Khổng Minh nói, có thể mau bỏ Phàn Thành đến Tương Dương tạm nghỉ ngơi. Lưu Bị nói, bách tính đi theo đã lâu, sao có thể nhẫn tâm mà bỏ được. Khổng Minh nói, có thể sai người thông báo cho bách tính rằng, người nào đồng ý đi theo thì cùng đi, người không muốn thì ở lại. Sau khi thông báo, bách tính hai huyện Tân Dã, Phàn Thành đều đồng thanh hô lớn, chúng tôi dù chết cũng nguyện theo Lưu Sứ Quân. Ngày hôm đó, mọi người ra đi trong nước mắt, diêu ra dắt chè, dẫn theo nam nữ, un un vượt sông, hai bờ tiếng khóc lóc không dứt. Lưu Bị đứng trên thuyền nhìn, gào khóc mà rằng, vì một mình ta mà bách tính phải chịu đại nạn này, ta còn sống làm gì? Nói rồi bèn muốn nhảy xuống sông mà chết, được mọi người xung quanh ra sức can ngăn. Thuyền đến bờ nam, ngoảnh đầu nhìn lại bách tính, vẫn có người chưa qua sông, đang trông sang bờ nam mà khóc. Lưu Bị vội vàng lệnh cho Quan Vân Trường cho thuyền đưa họ sang sông. Cho đến khi tất cả mọi người đều qua sông, Lưu Bị mới lên ngựa. Có câu rằng, đại nạn ập đến, thân ai người nấy lo. Giữa lúc sinh tử tồn vong, ai có thể một lòng lo lắng bảo vệ bách tính như Lưu Huyền Đức. Hành quân đem theo cả gia đình là việc đại kỵ của nhà binh. Trong lòng Lưu Bị chỉ có bách tính, đại nghĩa này cổ kim hiếm có.
đến ngoài cổng thành Tương Dương, cháu của Lưu Bị là Lưu Tông từ chối mở cổng thành, đồng thời dùng cung tên bắn loạn xuống. Lúc đó trong thành có một người tên là Ngụy Diên, vung đao chém chết tướng sĩ giữ cổng thành, rồi mở cổng và hét to: "Lưu Hoàng Thúc mau dẫn quân vào thành cùng giết tên giặc bán nước." Trương Phi nhảy lên ngựa, chuẩn bị vào thì bị Lưu Bị ngăn lại nói: "Chớ kinh động đến bách tính." Lúc này quân giữ thành đang tự hỗn chiến, Lưu Bị nói: "Ta vốn muốn bảo vệ dân, vậy mà lại làm hại dân rồi, ta không muốn vào Tương Dương." Thế là dẫn bách tính đi về hướng Giang Lăng. Binh gia tấn công thành, chiếm đất có nội ứng bất ngờ là việc vô cùng may mắn. Trong tình hình phía sau lưng là đại quân Tào Tháo ùn ùn kéo đến truy sát, Lưu Bị đang cuống cuồng chạy tháo thân mà vẫn vì dân không dám chiếm thành Tương Dương để dung thân. Có thể thấy lòng nhân nghĩa của ông như thế nào. Lưu Bị không chiếm Tương Dương, Tào Tháo tiến quân vào Tương Dương không phải tốn một binh một tốt nào. Mười mấy vạn quân dân đồng hành cùng Lưu Bị, xe lớn nhỏ vài nghìn cỗ, gồng gánh cõng gùi nhiều không đếm xuể. Với tình hình đó thì mỗi ngày chỉ có thể đi được mười mấy dặm mà quân Tào Tháo đuổi theo thần tốc. Các tướng của Lưu Bị đều nói: "Chỉ bằng tạm thời bỏ bách tính lại, đi trước là hơn." Lưu Bị khóc và nói: "Người gây dựng đại sự phải lấy con người làm gốc. Hôm nay mọi người đi theo ta, sao lại có thể bỏ được?" Do đó Lưu Bị không đồng ý. Người đời sau có thơ khen rằng: "Lâm nạn lòng nhân lo bách tính, lên thuyền rơi lệ cảm ba quân. Bến nước sông Tương còn thương xót, phụ lão như xưa nhớ xứ quân." Người em kết nghĩa vườn đào của Lưu Bị là Quan Vũ, là đại diện cho chữ nghĩa, cũng gần như là đề tài mà La Quán Trung khai thác xuyên suốt trong bộ tiểu thuyết này. Được Tào Tháo tha chết một lần, Quan Vũ cả đời không quên. Vì thế mà trên đường Hoa Dung năm ấy, Quan Vũ có thể chết vì trái quân lệnh chứ không thể bỏ qua chữ nghĩa của mình, đành thả kẻ địch chạy thoát. Một nhân vật cũng nổi trội không kém ở nước Thục là Khổng Minh, đại diện cho chữ chí. Có lẽ không cần nói thêm gì nhiều về nhân vật này. Ông có những kế sách đã giúp Lưu Bị và nước Thục đủ sức để đứng ngang hàng với hai thế lực lớn còn lại. Chỉ riêng điều này đã đủ để cả thiên hạ phải bái phục. Những vị quân sư tài ba nhất bấy giờ như Quách Gia, Tư Mã Ý, Chu Du cũng phải dành sự kính nể cho Gia Cát Lượng. Mỗi lần đối mặt đều là các trận đấu trí căng não của họ mà vạn quân nhất nhất tuân theo. Và cuối cùng, chữ Dũng không thể lọt khỏi tay của Triệu Vân, người đã anh dũng vượt qua trùng trùng điệp điệp vùng vây của Tào Tháo để cứu ấu chúa. Dù không thực sự nổi bật như những vị kể trên, Triệu Vân vẫn luôn sẵn sàng chứng tỏ sự dũng mãnh của mình, xứng đáng với danh hiệu Ngũ Hồ, tướng nhà Thục. Chém gãy cờ quân Ngụy, cướp được kiếm Tào Tháo, giết 50 danh tướng, còn cần gì hơn để miêu tả con người trăm năm có một này? Xuyên suốt Tam Quốc Diễn Nghĩa không chỉ là những trận tranh đấu nơi vạn quân lao vào chém giết nhau tới tấp, ẩn sau trong đó là những câu chuyện về một số con người nhất định, họ đại diện cho các phẩm chất tốt đẹp nhất của con người. Chính nhờ ngòi bút của La Quán Trung, rất nhiều phẩm chất ấy đều hội tụ ở nước Thục, ở Lưu Bị, Quan Vũ, Khổng Minh hay Triệu Vân và cả hàng chục nhân vật khác nữa. Không khó để lý giải vì sao người đọc lại dành nhiều tình cảm cho quốc gia này nhiều đến thế. Quý vị thân mến, so với Thục Hán đề cao tinh thần trượng nghĩa thì Tào Ngụy lại có những tư tưởng ngược lại như là ta thả phụ người chứ không để người phụ ta. Nó thể hiện bản chất man trá, lạnh lùng đến đáng sợ của Tào Tháo, người đứng đầu tập đoàn Tào Ngụy. Đó cũng chính là lý do vì sao người ta gắn cho Tào Tháo cái mác gian hùng. Tuy nhiên khi đáp lại câu nói nổi tiếng của Tào Tháo, Lưu Bị lại đưa ra quan điểm khiến hậu thế tâm phục khẩu phục và đánh giá cao lòng nhân nghĩa của ông. Vậy sự thật người đứng đầu Thục Quốc đã phát ngôn điều gì khiến hậu thế yêu mến đến như vậy? Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Trái ngược hoàn toàn với Tào Tháo, quân chủ Lưu Bị lại luôn tâm niệm rằng thà để người thiên hạ phụ ta, ta không phụ người thiên hạ. Quan điểm thà chết chứ không làm chuyện bất nhân bất nghĩa của Lưu Bị được người cùng thời và đời sau đánh giá cao về lòng nhân nghĩa của ông. Cần phải khẳng định rằng Lưu Bị là một người không có gì đặc biệt, xuất thân bình dân, chỉ là một anh bán giày cỏ. So với những đối thủ của mình, Lưu Bị thua kém rất nhiều về địa vị. Ông không bằng Viên Thiệu, ba đời làm tam công. Về mưu lược, quyền biến, ông chắc chắn thua Tào Tháo. Về võ, Lưu Bị cũng không sánh nổi Lữ Bố hay Đổng Trác. Nhưng xét về lòng nhân đạo, Lưu Bị xứng đáng với danh hiệu anh hùng, xứng đáng làm đế vương nhờ tấm lòng yêu thương bách tính, quảng đại, đức độ. Trong Tam Quốc Chí, một bộ sử liệu tin cậy hàng đầu về thời Tam Quốc, sử gia Trần Thọ nhận định về Lưu Bị như sau:
Tiên chủ, tức Lưu Bị, là người khoan hồng, đức độ, có lòng tri nhân đãi sĩ, có phong phạm của cao tổ, là bậc anh hùng. Lưu Bị luôn tỏ ra khiêm cung, nhã nhặn, nhẫn nhịn, đúng với tác phong của nhà nho đạo Khổng. Ông ba lần đến lều cỏ ở Long Trung cầu Gia Cát Lượng xuất sơn phò tá. Được Lưu Biểu nhường Kinh Châu, Lưu Bị cũng nhất mực từ chối vì cho là chuyện bất nghĩa. Khi bị quân Tào truy đuổi gấp ở Phàn Thành, có đến mười mấy vạn người chạy nạn theo Lưu Bị. Có người khuyên ông nên bỏ dân ở lại mà tiến nhanh về Giang Lăng, nhưng Lưu Bị nói, muốn làm việc lớn phải lấy dân làm gốc. Nay mọi người theo ta, nỡ lòng nào ta vứt bỏ họ. Đến khi mang quân vào Ích Châu, Bàng Thống khuyên ông nên lừa giết Lưu Trương để đoạt lấy Ích Châu. Lưu Bị cũng gạt đi vì cho rằng đó là chuyện bất nghĩa. Chính vì có nhân nghĩa nên Lưu Bị, mặc dù chỉ là anh bán dép ngoài phố, đã lấy lòng được các anh hùng trong thiên hạ như Trương Phi, Quan Vũ, Gia Cát Lượng, Triệu Tử Long, Mã Siêu, Hoàng Trung và hàng ngàn hàng vạn dân chúng thời bấy giờ, lập nên đại nghiệp hùng tráng, chấn động lịch sử. Ngoài ra Lưu Bị còn có câu, huynh đệ như thủ túc, phu thê như y phục, hay còn gọi là huynh đệ như chân tay, phu thê như y phục. Khi nhắc đến câu này, Lưu Bị muốn nói lên rằng, tình cảm lớn nhất của con người đó là tình thân máu mủ ruột thịt, anh em như chân với tay. Con người ta thiếu một trong hai bộ phận đó thì sẽ không phải là một con người hoàn thiện, còn tình cảm vợ chồng thì ông lại coi nhẹ, đó cũng là quan điểm của riêng ông. Ở đây, Lưu Bị đã coi hai người anh em Trương Phi và Vân Trường như thủ túc, huynh đệ sống chết có nhau, đã từng kết nghĩa đảo viên, cả đời này là vì nhau mà sống. Chính trong tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa, La Quán Trung đã cho chúng ta thấy được cái tình huynh đệ này nó sâu sắc đến như thế nào. Khi mà hai người em vì anh mà vào sinh ra tử, bắt đầu từ trận Hồ Lao Quan với Lã Bố đã đi vào chính sử, cũng như hàng trăm, hàng ngàn trận đánh khác nhau. Từ lúc chia ly mỗi người một nơi cho đến khi tìm lại với nhau, mặc cho đang sống trong vinh hoa phú quý, khi hai người em của mình chết, Lưu Bị đã dốc 70 vạn đại quân đến trả thù cho hai nghĩa đệ của mình bị quân Đông Ngô giết. Tiếc rằng đại nghiệp chưa thành, Lưu Bị đã bỏ mạng, để lại cho hậu thế nhiều tiếc nuối. Quý vị thân mến, như vậy Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học mang tính sử thi mà nó còn để lại những giá trị nhân văn đầy sâu sắc cho biết bao thế hệ người đọc với tinh thần nhân nghĩa đã được thể hiện xuyên suốt tác phẩm. Quý vị nghĩ sao về tác phẩm này? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi cùng biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!